Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Mầm Vlog sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách làm chậu trồng cây hình mặt người bằng chai nhựa. Và với chiếc chậu trồng cây này thì các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau. Đó là một chiếc chai nước Lavi loại 1,5 lít, một dao gọc giấy, một kéo cắt, màu nước các loại, và đây tôi sử dụng màu cam, màu đỏ, màu trắng và màu đen. Cọ vẽ, keo lên, bật lửa và cuối cùng là một lọ sơn phun màu trắng. Sau khi các nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ thì các bạn hãy theo dõi tôi thực hiện làm chậu trồng cây hình mặt người từ chai nhựa ngay dưới đây.
Như vậy là tôi đã hoàn thành xong chiếc chậu trồng cây hình mặt người rất là xinh xắn như thế này. Và qua những chia sẻ trên đây thì các bạn có thể dễ dàng tận dụng được những chiếc chai nhựa cũ để làm thành chiếc chậu trồng cây cho riêng mình. Ươm mầm vlog xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.